Rồi, mình xin chào tất cả anh em nha. Nay mình kiếm được mớ máy về lên cho anh em mình xem giải trí nha anh em. Anh em thấy phù hợp cái máy nào thì alo mình, số điện thoại mình dưới phần tiêu đề nha. Kênh mình bán thì có hai hình thức thôi anh em. Anh em chuyển khoản thì mình bao ship. Còn anh em nhận hàng trả tiền thì anh em trả tiền máy với tiền ship nha anh em. Đấy. Tất cả máy đây là hàng nội địa Nhật, điện 100V. Anh em cân nhắc nguồn điện nhà mình trước khi mua máy nha, để anh em ghim nhầm rồi nó cháy nha anh em. Đấy, anh em xem kỹ đi rồi anh em chốt. Anh em thấy phù hợp thì alo mình, anh em không alo thì anh em nhắn tin vậy thôi. Còn nói chung hồi giờ mình lời vô nè. Đây đầu tiên nha anh em, rồi đầu tiên là một cây hơi nè anh em, một cây hơi nha. Đây hiểu nói gì đây mình không biết. Đây nó có số nè anh em, 5 số nè, 1 2 3 4 5 nè, hai bên nha. Đảo chiều cũng vậy này, từ 0 1 2 3 4 5 anh em. Đấy, nó hai bên. Đấy, hiểu nói gì này. Đấy. Mình không hiểu. Nói gì hơi là mình cũng không hiểu dữ. Cái này nó hai búa nha anh em, hai búa, đầu 1/2 nha. Này là thích hợp cho những anh em nào sửa xe hoặc anh em nào có bình hơi là ở nhà là chơi là ok. Đấy. Đây nè. Đảo chiều nó đó chiều ra chiều vô nè anh em. Đấy. Rồi anh em muốn giảm xuống giảm. Đó, giảm nè anh em. Đấy. Tùy theo ngóc. Muốn lên thì lên nè. Lên. Lên số là mạnh nhất là. Đấy. Đấy nè. Quá ok nha. Để mình dẹp cái cọng dây này ra. Đấy, đầu tiên kênh nha, đầu tiên. Cái cuộn này giấy, cuộn này mình hết giấy rồi, để mình lấy cuộn giấy rồi. Anh em thông cảm mình nha. Mình cũng quên cái vụ hết giấy rồi mình không ai. Cây số 1. Cây số 1 700 nha anh em. Cây số 1 700. Đây, cây số 2 là một cây cuồng dây nè anh em. Cuồng dây này 7 m nha anh em. Đấy. Cuồng dây này 7 m. Mét mình bán 150 nha anh em. Cây số 2 đi. Cây số 2 150k. 150k nha anh em, 150k cuộn dây này á. Thì anh em nào mà mình không có bao ship nha anh em. Cái cây này nói chung là mình không có lợi gì hết trơn á. Anh em là chịu tự chịu phí ship nha. Nói chung là mình lấy về bán cho nó vui thôi. Nói chung mình chịu tiền ship nữa lỗ luôn. Đấy. Cây số 2 150 nghe anh em. 250 bảo nó đi. Đây cây số 3. Đấy. Cây số 3 cũng 7 m nè nghe anh em. Đấy. Cũng 7 m luôn. Mấy cây này là anh em tự chịu ship nha. Đấy. Nói chung là nó cũng không bao nhiêu tiền ship đâu nhưng mà mình nói chung là không có lời nghe anh em. Cây số 3. 150k.
Đấy. Cây số 3 cũng 150k luôn anh em. Cây số 4 đây. Cây số 4 là cọng dây này về anh em chùi ra là ok nha. Đây nó có là đây. Chùi của nó là 3 chùi nha anh em. 3 chùi. Đấy. Đây. Dài 10 mét nha anh em. Dài 10 mét. Chục mét cọng dây này cây số 4. Cây số 4 này 300k nha anh em. Cây số 4 300k. Rồi mình test cho anh em thấy cái con dây này luôn. Đây. Ghim vô. Rồi. Đây, mình test vô. Mình mượn cái cuộn dây này mình tép cái máy cây số 5 luôn. Đây nè. Đây. Mình ghim cái kia rồi giờ mình ghim chui này. Đây nè. Đấy. Đây. Cây mài. Đấy, cây mài này cái hiệu của nó là hiệu gì là không hiểu nè anh em. Để mình rút chui ra đi. Để bất tử. Đấy, cây số 4 300 nha anh em, cây số 4 300. Cây này cây số 5 nè. Cái hiệu nó hiệu gì là không hiểu nè anh em. Nói chung là hiệu này quá dữ. Nó 600W nha anh em, điện 100V nó 600W. Cây này rồi mấy mày này nó thấy là hiệu là gì đây nè nha, Shinko gì nè, Shinko. Đấy. Cái số 5. Cái số 5 300 nha anh em. Cái số 5 300. Anh em mình bốc đại anh em. Cây số 6 nè, một cây này một cây nó có cái mũi gì nè, cái mũi này nó phét gì nè anh em. Nó tự tự như mũi phan vậy đó. Nó tự tự như cái mũi phan nha anh em. Đấy. Không biết là để điêu khắc điêu khiết gì nè anh em. Đấy, nó có cái này, cái này tăng đưa nha anh em, có hai ngóc tăng đưa nè anh em, tăng đưa là lên xuống gì cái này nha. Đấy, cái này điện 100V, nó 2.3A nè, 2.3A là nó cỡ là trên 200W đó nha anh em, trên 200W nha. Đấy. Để anh em về chơi điêu khắc điêu khiết gì đó anh em, hay là phay ba cái cẩn ốc xà cừ đó nha, cẩn ốc lấy cái máy này cẩn ốc rồi ok. Đấy. Đây anh em. Đấy, quá im nha anh em, ru à. Đấy. Cái cuộn dây hồi nãy 300.000 ba chui cũng như mình đang xài nè anh em, chúng mình cũng đang xài cái ba chui vậy nè. Đấy, giờ anh em xài là ok đó nè. Cây số 6. Cây số 6 này 370.000 nha anh em. 370.000.
Đấy, cây số 6 370.000. Đây, cây số 7 là cũng là một cây phay nè anh em. Mũi 6 ly nè. Cây phay, cây điêu khắc, cây này anh em gắn đây để tận ốc xa cừ là ok nè. Cái này là tăng đưa nó này nha anh em. Tăng đưa lên xuống là ok nha. Đấy. Đây anh em muốn tăng đưa nó thì gì nó tăng đưa nha, cái phen của nó nè nha. Đấy. Giờ mình đợi khá nó dậy cho anh em dễ thấy nha. Đây cái nó gài mũi nè anh em. Đây. Gài lại. Đấy, nó gài nè, anh em là dặn thôi, bỏ đưa chìa khóa này dặn là tháo mũi ra. Đấy. Cái này điện nó điện 100V. 300W nha anh em, 300W. Nó là 26.000 vòng trên phút anh em. Quá dữ. Vòng tua của nó thì thôi đừng nói tới luôn. Anh em muốn phay phay, anh em muốn cái gì đó về làm, nói chung là anh em thợ thì anh em nhìn qua biết, mình chỉ biết biết chút đỉnh nào đó thôi, biết tập tành đi anh em đó, nói chung là còn mình có giới thiệu trật gì anh em cũng bỏ qua vậy thôi. Đây nè, đấy. Cây số 7 370.000 luôn nha anh em. 370.000. Số 7. Cây số 8 là một cây nhám đây nè. Đấy. Một cây nhám đây, cái đầu gài nhám này anh em. Đấy, anh em bật lên. Nhét vô là xong. Bên đây cũng y vậy anh em. Đấy, ém nhắm vô. Rồi, đấy. Mất là ok nha anh em. Cái này là điện 100V, 150W nha anh em. Đấy. Đây. Đấy. Cây số 8 anh em, cây số 8. Đấy anh em. Cây số 8 320.000. Đây, cũng một cây nhám luôn anh em. Đấy. Điện 100V. 180W. Đấy. Nó cũng gài nhám này nè. Đây cái này nó con ấy nè, nhám này muốn hư rồi nè anh em. Đây gài nhám này nè, đấy. Hai bên như nhau nè anh em, đấy. Rồi. Thank you.
này, cái miếng này là mình để kê vô ém nhám vô là nó cứng nha anh em, là nó cứng nha. Đấy. Ém như vậy. Hoặc là anh em nhiễu vô miếng keo là ok. Anh em nào mua mua này lát nữa mình dán vô cho. Rồi dán miếng keo vô đến cái này là xong đó anh em. Nhiễu miếng keo vô là dán cứng rồi. Đó, không có gì. Cái này lát mình dán lại cho. Đấy. Cây số 9 320.000 luôn anh em. Bắt solo luôn anh em. Đây cây số 9 320 luôn anh em. 320. Đây cây số 10 là cũng cây nhám luôn đây anh em. Đấy. Cái này điện 100V. Nó 100W nha, 100W. Đấy. Đây anh em. Len keng con luôn anh em, len keng không nha. Đấy. Gãi nhám mình cũng như nhau. Đấy. Gãi nhám như mấy kia thôi. Đây anh em. Đấy. Khá vậy thôi nè. Đấy. Ok rồi, đẹp ngon lành cành đào nè. Cây số 10 320.000 luôn nha anh em. Cây số 10 320 luôn nha anh em. 320. Đây, lỡ mình vô nó đi một lọt cái nhám luôn. Bốn cái nhám giá 320 hết đó nè. Mình chơi đẹp. Đi 100V. 180W đó nè. Cái này là Hitachi nè anh em. Hitachi. Đấy. Mình anh em nào hốt thì alo mình. Đấy. 320 một cây, 4 cây anh em vừa vừa cái sẵn luôn. Đây nè, đây. Quá ok nha. Trời đây lúc này nó muốn đổ mưa rồi anh em ơi, chút rắc rồi. Trời nóng lực quá trời, đây miền Bắc không biết anh em sao chứ đây quá trời nóng luôn anh em ơi. Nóng chịu không nổi luôn á. Mưa lập dập nó nịch. Giọng cái mưa lớn thì nó mới mát, còn này mưa nhỏ trời ơi, hơi ẩm lên. Mệt rồi còn hơi gì nữa. Cây 11. 320k luôn nha anh em. Cây 11 320 luôn nè. Đấy, anh em vừa ruộng hơi 4 cây. Rồi. Ruộng hơi 4 cây luôn, 320 về trà đá luôn. Đấy. Tiếp theo cây cưa lộng lên nè. Cây cưa lộng Makita điện 100V. Đấy, điện 100V. Nó 400W nha anh em. 400W nó có điều tốc đây nha. Đấy. Đây anh em. Đây. Quá đẹp luôn nè, thật sự luôn. Đúng rồi. Đấy. Giảm xuống này nè, giảm. Đấy, cấp 1 là nhúc nhích luôn này nè. Đầu bót nó còn tỏi nào, đấy. Anh em muốn lên lên, đấy lên nè, lên. Đấy, ngon lành cành đào nha anh em. Cái số 12 325 nha anh em. Cái số 12 350. Đấy.
cái lưỡi cưa kiếm. Cây số 13 là một cây cưa kiếm đây nè. Cây cưa kiếm. Đấy. Đây cây kiếm đây anh em. Đấy. Mình lục cái lưỡi này, cái này mình tặng cho anh em cái lưỡi thôi chứ trên bãi là nó thật sự nó không có lưỡi. Đấy. Này mình tặng cho anh em cái lưỡi. Đây, cho anh em. Đấy. Bớt nhuyễn nè. Bớt nặng cho anh em. Bớt nhẹ chạy nhẹ nè anh em. Rồi. Đấy, quá ok nha anh em. Đấy. Cây cưa kiếm thường thường như cây ngón tay đó anh em. Đấy. Cái này anh em nào mua mình tặng một cái lưỡi cắt sắt nha anh em. Cái lưỡi này là lưỡi cắt sắt nha. Đấy. Lưỡi này lưỡi cắt sắt nè. Vậy anh em là cắt sắt là ok. Đấy. Vậy anh em gắn vô. Cái này là mình tặng lên trên bãi là không có cái lưỡi này. Tặng cho anh em về rồi anh em nhận hàng là có anh em chơi liền, có cưa liền, anh em cưa thử chơi. Đấy, cái số 13 400 nha anh em. Cái số 13 400 đây, tặng anh em cái lưỡi. Cái số 14 là một con vít đây anh em, vít Makita đầu khía này anh em. Đấy, cây này điện 100V 360W. Đây nó có móc đeo này anh em. Cái này anh em vít đầu khía thì anh em biết rồi, nổi tiếng rồi. Đầu khía thì nó như đây, phải nó dạng nó trâu bò đó anh em, buồn dữ lắm. Đây nè. Đấy. Đây nè. Đấy. Đảo chiều nè anh em. Điều tốc này nọ là nó sao rồi đó. Đấy, đảo chiều mình đẩy chưa qua hết đấy nè, mình đẩy chưa qua hết đấy, điều tốt ok nè nè. Đấy, bóp mạnh cho mạnh nè nè, đèn đuốc là ok hết nha. Đấy, thắng bực bực luôn nè. Đấy, cái số 14 số 4 là 500 nha anh em. Số 14 500 với trục khía. Cái 15 là một cây mài có điều tóc nha anh em. Cây mài có điều tóc hiệu Toshiba nha anh em. Cây này Toshiba điện 100V, nó 680W nha anh em, mạnh khủng nha, 680W. Đây, về của nó đây. Đấy, có điều tóc đây nha anh em, đây. Có điều tóc nè. Đấy. Thank you.
là về anh em xịt vô miếng dầu bạc đạn là ok anh em, trả lời ok luôn đấy. Cái này phải nói là cực kỳ nha đấy, Toshiba nghe anh em, cái này Toshiba đấy. Quá lâu rồi mới về được cây Toshiba mà có điều tốc. Toshiba điều tốc là rất ít nghe anh em, hiếm rồi, hơi hiếm nha. Nói với thằng Hitachi là điều tốc là hơi hiếm. Cây 15, cây 15 này 500 nghe anh em, cây 15 500 ngàn đấy. Cây 16 đây anh em, cây 16 là một cây cưa lỏng, cưa lỏng Makita điện 100V, nó 390W, 390W nha anh em đấy. Đây là đá đấm gì nè anh em đấy, anh em muốn đá đá, muốn đấm đấm, muốn lên chỏ lên, muốn xuống gối xuống á, đá đấm lên gối xuống chỏ thì tùy anh em đấy. Bóp nhẹ chạy nhẹ, bóp mạnh chạy mạnh nha anh em đấy, mạnh chạy mạnh nè đấy. Cái nhúc nhích luôn đó nè đấy, cái còi này nó hơi cứng chút nè, hơi cứng nè, để mình rồi mình sửa lại cho nó ngay ấy lại, nó hơi gắt gắt chút nè, nó hơi gắt chút thôi chứ không có gì, còn này cũng dễ, nó hơi gắt chút nè. Này chút mình sửa cái là nó ok đó nè, sửa là ok. Nè anh em có mua mua, không mua thì clip sau mình đăng lại cũng được. Nói chung là mình sửa là ok, cái còi này nó hơi bóp hai này nè, mình vô miếng dầu là xong rồi đấy. Cái số 16, cái 16 350k, số 16 350 nghe anh em, 350. Cái số 17 là một cây massage đây anh em đấy, len can xà beng. Đây nó có cái gì đây, nó để đây nè, massage nè đấy, đây anh em để ngon lành cành đào nha. Đấy chạy em luôn nè anh em, cấp 1 nè, cấp 2 thì anh em lên đấy, cấp 1 2 1, cấp 1 nhúc nhích nè anh em đấy, nhúc nhích nhúc nhích em luôn, cấp 2 lên đấy. Ok, ngon lành cành đào anh em đấy. Anh em bằng bạch về là kêu đứa cháu hay đứa con gì nó lên nó giận chút đấy, giận chút là ok anh em, giận chút là ghiền được ngủ ban giấc luôn. Cái nào quẩn lên đấm lưng tao chút rồi tụi bay cái là rồi, nó chạy lên rần rần, cháu cưng cháu đứt tôm đâu, nào cháu đứt tôm lên đây đấm lưng ông nội chút coi, trời nó chạy lên, đứa nào cũng cháu đứt tôm làm rành rần rần nó dành giật thôi, ngủ mê luôn. Cái số 17, số 7 600 ngàn nghe anh em, số 7 600. Cái số 18 là một cây cắt ti đây anh em, Hitachi đây đấy, đây không? Hình bóng em nói đây, điện 100V, 170W, nó cắt được sắt 10 nha anh em, cắt được sắt 10 nó xuống nha đấy. Đây dây nó ra một cục, dây một cục đấy,
cây này là chạy thường nó có thắng nha anh em. Thường thường mình mua mấy cây này là có thắng đấy, cần hết là nó mới có thắng đó anh em. Đấy để anh em thấy cái độ thắng của nó nè, đó đấy, này về anh em chạy sơ chút nữa là thắng éo éo liền. Cây số 18. Cây này số 18 600 nghe nè. $600,000. Cục dây luôn. Chút nữa đi em. Anh đang lên nữa chút xíu nữa, cỡ nửa tiếng nữa là có. Cây số 19 này. Cái số 19 là một cây đánh vừa đánh bóng đánh bát gì nè anh em. Đấy. Đây, cái này cái đánh bóng đánh bát gì đó anh em. Đây. Đây. Anh em muốn đánh nhám thì anh em lột này ra. Đây anh em. Lột này ra là anh em ra dán nhám vô. Còn anh em muốn đánh bóng là anh em đây đây, ẩn này vô. Ẩn vậy vô là dính rồi đó anh em. Nè, dính cứng ngắc hả? Đấy. Lột lên. Phải nặng tay nữa nó mới ra nổi nên em dán vô cái là cứng ngắc hả. Đấy đây nè anh em, cây này là phải đây nó có điện 100 con 950W nha anh em, 950W nó có điều tốt nha. Đây anh em, đấy nè anh em giảm nè, đấy anh em giảm xuống đấy rồi ok không, lên nè anh em lên đấy. Có ok tay cầm rồi chắc chắn nha anh em. Đây. Này thì anh em cứ dặn vô thôi. Đấy, dặn vô rồi là ok đó anh em. Đấy. Anh em đánh bóng thì anh em gắn cái đó vô, còn anh em đánh nhám thì anh em lột này ra anh em. Đấy, lột ra. Dán vô là dính nè. Đấy. Quét keng luôn. Cái này là keng xà beng. Đấy. Vừa keng vừa đẹp luôn, đẹp như ngọc trinh. Đấy, người ta nói ngọc trinh đẹp thì mình cũng nói theo thôi anh em, không biết ngọc trinh có đẹp không, mà phụ nữ giờ ai cũng đẹp anh em, vậy đi. Đây cây số 19, số 19 này 550 ngày nam, 550 đấy. Số 20 là một cây bào đây anh em. Một cây bào. Cây bào Toshiba nghe anh em. Đấy. Cây bào Toshiba. Đây lưỡi của nó là ok hết nha anh em. Đấy. Lưỡi ok luôn. Đây cái này nó gì nè anh em. Toshiba nó có ba này. Được rồi, cái này không biết tăng đưa tăng điếc gì nè. Đây nó có con ốc bên đây nè, chỉnh cao thấp gì nè. Hay là chỉnh cái độ nghiêng của cái bào gì đó anh em. Cái này là mình không cầm giữ nha. Nói chung là cứ có cái gòi này nè, anh em xuống nó chỉnh cái độ nghiêng hay gì đây không biết. Hay là như thế nào mình không hiểu nha anh em. Có cái này nè, mình không hiểu. Cái này thì khủng nha anh em. Cái này là điện 100 con nó 700W nha anh em, 700W nha. Bào này 700W lận. 700W lưỡi nó lưỡi. Lưỡi 82 nha anh em. Anh em. Đánh gió luôn nè.
chạy với nó. Cây 20. Cây 20. Bán 600 nghe nè. Cây 20 600k. Đấy. Số 21 là một cây cắt tôn nè anh em. Cây cắt tôn hiệu Hitachi. Cái này nó cắt được 2 ly nha anh em. Cắt được 2 ly nha. Đấy, chưa vệ sinh nè, vậy anh em chùi ra là bóng lự. Nè nồi đồng cối đá mình nó mình nhôm mà anh em chùi ra càng chùi càng sáng nha anh em. Càng chùi càng đẹp. Càng sửa soạn thì càng đẹp đó nha. Đấy. Càng đánh kem càng trắng. Mấy cây này nó chạy chất lắm nè, chạy cực kỳ em luôn. Nồi đồng cối đá của nó là thôi anh em khỏi phải suy nghĩ. Đấy. Anh em chạy em luôn à. Đấy. Đấy nè. Đấy, nó cực kỳ em luôn. Đấy nè. Vậy là anh em cứ việc cắt thôi. Đấy. Cái số 21. 21. Mốc bán giá ok luôn nè anh em. 550. 550 ngàn nha anh em. Cắt 2 ly, quá ok. Nó tuyệt vời luôn. Trên cả tuyệt vời. Đấy. Cái số 22 là một cây cưa đây anh em, một cây cưa Hitachi. Điện 100V. 1050W, lưỡi của nó là 190 nha anh em. Đây lưỡi 190 nha. Đấy. Đấy, lưỡi 190. Đây nè, cực kỳ bốc thôi nè. Đấy, anh em phải nói thắng là ok nè. Kì bốc nghe nè, lửa củi đưa cho anh em thấy nó không có lửa củi gì hết. Đấy, lửa củi là cái nước là anh em bằng xong công việc á, xong công việc lên lửa củi lên làm lẩu á thì có. Làm việc nay thu nhập cao quá ngày 1 triệu, cầm cái cưa này đi làm ngày 1 triệu đó, chiều thì chiều có lửa, bỏ cái bếp ga mini lên bàn là có lửa liền anh em. Số 22. Cái số 22 này 500 nghe anh em. Đấy. 500. Còn cái số 23 là một cái cưa đây, cũng là một cái cưa. Nhưng mà cưa này là C7MB3, điện 100V, 1140W, lưỡi của nó cũng là 190 nha anh em. Đây lưỡi 190. Đấy. Lưỡi 190 đây, chữ nghĩa của nó còn nè. 190. Đấy. Giấy điếc độ ok hết nha. Này chà chà ra cái nó sáng nè. Đấy. Đây đèn anh em. Đấy. Đèn nè. Đấy. Cực kỳ nha. Đấy. Cái này anh em chạy thường nó có thắng không nè. Chạy thường thường á. Đấy.
mới thì vệ sinh thành ra nó đang tắm độ ok hết đấy. Này chạy thường là thắng éo éo luôn. Cây số 23 cái này chơi đẹp anh em luôn đấy. Cái đế này nó hơi xấu xấu về anh em trả ra đấy. Cái số 23 550 nha anh em, 550 đấy. Số 24 là một cây đây anh em, một cây cắt sắt mini nè đấy. Cây này là điện 100V, nó 650W, lưỡi của nó là 165 nha anh em. Lưỡi 165 này cắt hợp kim nha anh em. Đấy, lưỡi cắt hợp kim nè. Đây nè. Lưỡi cắt hợp kim nha. Đây. Nó cực kỳ anh em đấy. Cái này nó bốn cục thun mà cái của mình nó không đủ nha anh em. Nó không đủ thành ra nó gập rồi, chứ anh em để xuống nền gạch thì đấy. Cái này nó để nó không đủ nữa, nó hợp nè. Đấy, nó hợp thành ra nó hơi lắc nha anh em chứ nó không có đâu nha. Đấy. Ok đàng hoàng. Đấy anh em, nó bốn cục cao su đây. Đấy. Là ok hết nha anh em. Đấy. Lưỡi thép còn ok hết. Cây 24 cây 24 này 800 nha anh em. Cây 24 800 đây. Cây số 25 là một cây giống y hệt cây kia nha anh em. Hai cây về cặp, hai cây giống nhau luôn nè. Đây, điện 100V, cái này nó là 550W, cũng lưỡi nó là 165 nha anh em. Cũng lưỡi 165 luôn. Đây. Hai cây là giống nhau, thép miếng thép còn ok, còn ô tô thì cạp nhanh hết nha. Nãy cây ô tô kia cũng cạp nhanh luôn nha anh em. Đấy. Nó giống nhau, mình cũng giới thiệu sơ thôi. Đây nè. Đấy. Nó chạy ok, mình rút điện ra cho nó chắc nha anh em. Đấy, lưỡi đồ này nó là thép còn đầy đặn nha anh em, miếng thép còn ok hết nha. Ê tô kẹp nhanh hết, đầy đủ. Đây. Em nói đây. Ê tô kẹp nhanh thì đây nha, đẩy vô đẩy ra. Đấy. Bỏ xuống vậy là anh em chỉ xếp vô một cái nữa cứng. Đấy. Hai cây này giống nhau luôn anh em. Nói chung là có hệ một. Chốt gài nè. Cái số 25 800 luôn anh em. Số 25 800 luôn. Đấy. Anh em nào thấy phù hợp thì đến liền. Đấy, cái số 25 800 luôn. Số 26 đây, số 26 là một cái cắt bàn nha anh em. Một cắt nó có cái bàn nha. Đấy. Cắt bàn. Đây lưỡi nó là 160 nha anh em. Lưỡi 160. Đây anh em. Đây là mình muốn hạ lưỡi thì hạ nè anh em. Đấy. Dặn hai chốt này xuống là hạ xuống. Anh em gần xuống đó, lưỡi nó lú lên đó nè. Đấy. Lú lên rồi mình siết lại thôi anh em. Đấy. Mình thấy cái lưỡi lú lên mình thấy nhát anh em, nhát quá. Đấy, anh em mình trong nghề thì đấy, còn mình ví dụ là cưa bọn này thấy cái lưỡi ngang quá. Rồi. Đây nè. Đấy.
để mà cưa thử cho anh thấy, cho anh em thấy. Mà mình cưa cái nó bay bụi thôi, bụi bặm cho trong nhà cửa dơ lắm anh em. Đấy anh em, máy chạy ok. Đấy, đây cái bàn của nó là ok nha anh em. Đấy, đây cái này nè, cái máy của nó đây anh em, bóp cò vô là nó có cái chốt gài lại nha, bóp cò cái là gài vô là cái là cứng ngắc nha anh em, chứ không phải mà cái tay mà cầm bóp hoài luôn không sao làm việc. Đấy bàn là ok nha anh em. Đấy có bốn cục thun nè. Đấy ok cái bàn này luôn. Rồi cái bàn này cái số 26 600 nha anh em, 600k. Đấy giờ mình xuống đây, xuống đất nha anh em, nó có tới mấy cái hạng nặng này mình xuống. Đây tiếp theo là một cây cưa bạn để nha, đây để mình chỉnh camera lại nha. Đấy cây cơ cắt bàn nè anh em, mới len can luôn, con ốc bảy màu hết toàn bộ anh em, ốc bảy màu nè, eto nè anh em thấy. Đây nè, đây ốc bảy màu trơn nè anh em, ốc còn len ken xà beng luôn. Cái tô nó là con cái cây, còn cái cây còn vàng lườm luôn anh em, cây vàng lườm luôn. Cây này độ mới thì anh em phải khổ suy nghĩ nha anh em, khổ phải suy nghĩ cái độ mới của cái máy này nha, mới chát luôn, chưa thậm chí là chưa cắt gì hết luôn. Này ốc vàng lườm hết nè, vàng lườm từ món luôn. Nó cắt là cái này nó cái dè này lúc nào nó cũng xét, còn cái này nó còn đen cảo luôn, eto còn xanh cảo, các thứ luôn, nói chung là còn ok hết, number one luôn. Đấy thông số của em nó là điện 100V 1450W nha anh em, 1450W, lửa của nó là 3.305 nha, 305. Đấy quá ok luôn anh em, cái này mới ken lên. Đấy anh em thấy là cái độ mới của con này thôi anh em khổ phải suy nghĩ anh em, là ốc bảy màu hết nè anh em. Đấy ốc tán này nọ các thứ bảy màu luôn, quá ok nha anh em. Đấy giờ mình chắp máy nè. Cái này phải quá ok rồi anh em. Đây là anh em phải nói là cái độ mới của cây này anh em khỏi phải suy nghĩ nha, mình nói là quá cực kỳ mới nha, nói chung là nó mới toàn diện luôn. Đây nè bàn dưới nè, phải nói nó mới can hết, quá mới. Cây 27
27 1 triệu tư nha anh em. 1 triệu tư nha. Nhiều khi anh em hỏi dòng để mình nói cái dòng tour nó luôn để lát nữa anh em hỏi rồi mất công quá. Nó 4.200 vòng phút nha anh em, 4.200 nha, 4.200 vòng trên phút. Đấy, lửa 305. Đó, cây số 27 này 1 triệu tư nha anh em. Số 7 triệu tư. Nó len keng. Anh em thấy len keng luôn. Đây, cây số 8 là một cây cưa dĩa này anh em, cưa dĩa Makita này anh em. Đấy, này nó có dính miếng keo nè. Giờ anh em ấy miếng keo ra. Đấy, nó là len keng, cây này Makita nha anh em. Đấy, lưỡi của nó thì anh em khổ khi suy nghĩ luôn. Lưỡi cực kỳ luôn. Đấy anh em. Đây, lưỡi 380. Đấy, thép còn lại đầy đặn hết nha anh em, thép còn ok hết nha. Đấy. Đế của nó là cực kỳ rồi. Đấy anh em. Ok hết. Đấy, nặng nề lắm anh em. Đấy. Cây này lên cây như cái này của nó là điện 100V, nó 1350W nha anh em. 1350W, lửa của nó là 380. Đấy. Lửa 380. Cái này thì phải nó là dữ rồi nè, Makita nè, chạy khủng. Giữ lửa 3.8 nha anh em. Cây số 28. Số 28 này 1.3 nha anh em. Số 28 1.3. Đấy. Số 29 là một cây fan nha anh em. Đấy. Một cái fan. Fan này nó hiệu của nó là Shin Tokyo nha anh em, Shinko nha. Đó, Tokyo Shinko. Đấy. Tem nó hơi tróc tróc rồi mình lát mình dán lại. Đấy. Cái này điện nó là điện một quá thở đây. Đây, thông số của nó đâu? Mình dọn thông số của nó. Này. Cái này điện 100V. Su quát đâu không thấy ta. Này nó để gì là 3 sẹt 25A anh em. Ba sẹt nó là 280W nè anh em. 280W. Đấy. Tokyo. Này là Shinko Tokyo anh em. Đầu kẹp 13 ly nha. Cái đầu kẹp chào á luôn anh em. Đầu kẹp 13 ly đây. Tay cầm đồ này nó ok nè anh em. Đấy.
Đây nè. Anh em muốn sâu cạn thì chạy anh em, muốn sâu nữa thì sâu, còn muốn ít 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 thì chạy anh em. Đấy, thì anh em cái đẳng này là cỡ rồi. Đấy, chạy em luôn anh em, phải nó chạy cực kỳ em luôn. Đấy, cái này nó 1, 2, 3, nó 4 cấp anh em, nó 4 cấp, 1, 2, 3, 4, 5 cấp luôn. 5 cấp thì anh em muốn là nhanh chậm gì đó nhanh chậm thì anh em muốn chậm nhanh thì anh em phải lên xuống. Cái dòng tua này càng nhỏ thì nó càng nhanh anh em, dòng tua này càng lớn thì nó càng chậm lớn. Đấy, nói chung là mình không biết là nhanh chậm gì đó thì anh em nè, mình nhiều khi mình nói cũng lộn tới lộn luôn, cũng đặt lách cũng chừng nữa nè. Đấy, cây than bàn này cây số 29, cái này quá ok nghe nè. Giá 2 triệu nghe nè. Đấy, thứ 29 này giá 2 triệu nghe nè, 2 triệu. Rồi, clip mình nay có nhiều máy đó anh em thấy phù hợp cái máy nào thì alo mình nha, số điện thoại mình dưới phần tiêu đề nghe nè. Anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh, anh em nào đăng ký rồi cho một like anh em, mình phải nói là rất trân trọng và kính trọng anh em rất nhiều. Thôi chào anh em nha, hẹn anh em lại clip sau.